Bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Hòa Thủ. Tập 78. Sau khi tỉnh dậy thì ngươi chơi có vui không? Giao đấu với Kim Song Vinh mà ngươi vẫn còn sống, ít ra ngươi cũng có chút hữu ích đó. Cô đã tỉnh lại rồi sao? Đã tìm được Jin rồi sao? Tìm được rồi. Vậy thì phải lập tức báo cho Điện Hạ, tập hợp lại đủ để mà giết quỷ rồi. Ta có lời muốn nói với người. Ta muốn xác nhận một điều. Ngươi nghĩ cho kỹ rồi trả lời. Nếu không thì ngươi tuyệt đối không được rời khỏi căn phòng này. Vì tương lai sau này của Điện Hạ, ngươi có sẵn lòng hy sinh tính mạng của mình không? Ta là trung thần, ta có thể hy sinh tính mạng vì ngài ấy. Nếu lỡ như Điện Hạ ra lệnh cho ngươi là phải giết chết cô ấy, thì ngươi có ra tay không? Tại sao Điện Hạ lại phải làm vậy chứ? Mau trả lời ta đi. Nếu là vậy thì ta thà mất mạng còn hơn. Xiao Qin là con gái của vị bằng hữu quá cố của ta. Ta xem con bé như con gái, sao ta có thể ra tay với con bé được? Nếu đã xem con bé là con gái của mình chứ. Vậy nếu cô ấy chính là mật cách để giết quỷ thì sao? Ngươi có còn muốn giết chết cô ấy không? Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy? Làm vậy thì có khác gì là hành vi tàn ác của tên quỷ kia. Nhưng mà Điện Hạ lại tuyệt đối tin tưởng vào chuyện này. Còn ta thì ta tuyệt đối không thể nào hy sinh cô ấy được đâu. Ý của ngài là Điện Hạ muốn dâng con bé lên cho quỷ sao chứ? Giờ ta mới hiểu được tại sao ngày xưa Xeo Trung Đô lại phải nuôi dưỡng con gái mình như là đứa con trai. Đó là bởi vì ông ấy cũng biết rằng Giang Sun chính là một vũ khí bí mật. Không lẽ không còn cách nào khác? Trong cuốn ghi chép đã ghi rõ, nhất định là phải có đủ 3 vũ khí bí mật. Không được, thiếu đi bất cứ một thứ nào trong số 3 món đó, nếu chỉ dựa vào một thứ mà tiêu diệt được quỷ, vậy thì 2 thứ còn lại để làm gì chứ? Ta cũng giống như ngươi, chỉ biết mong là Thế tử Điện Hạ đã nhầm lẫn gì đó thôi. Giờ tất cả chỉ trông mong vào ngươi thôi.
Ngươi định làm thế nào? Bây giờ ta phải bảo vệ cô ấy trước tên ác quỷ, thậm chí là trước cả thế tử. Ta sẽ đưa cô ấy tới một nơi mà không ai có thể tìm ra được cô ấy. Từ giờ tới lúc đó, ta muốn nhờ ngươi chăm sóc cho cô ấy. Giờ là lúc ta cần phải tỉnh mộng rồi. Hiện tại Giang Sun ra sao rồi thưa đại nhân? Có lẽ cô ấy đã nhớ lại chuyện xảy ra lúc nhỏ rồi. Hú? Chắc là cô ấy rất kinh sợ, bởi vì đã chứng kiến tận mắt bản chất của quỷ hút máu. Ừ, cũng sắp đến kỳ trăng tròn rồi. Nếu như Giang Xuân thấy ngại đi săn thì phải làm sao? Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn đó. Hình như là mùi hương của ngươi đã kích thích hắn ta. Ta vốn định đùa giỡn với hắn một lần rồi bỏ hắn luôn, nhưng mà ta nên giữ hắn lại thêm một thời gian nữa. Có lẽ ta cũng nên làm cái gì đó để tạ lỗi với ngươi. Hắn đã phá tan nát Han Giang Cát của ngươi luôn rồi. Ta sẽ cho ngươi rất nhiều ngân lượng để ngươi dùng vào việc gây dựng lại nơi đó. Ý của ngài nói là ngài sẽ cho tiểu nữ một con đường sống sao? Không phải chính ngươi đã gợi ý là ta nên từ từ tận hưởng ngươi hay sao hả? Tiểu nữ vốn dĩ không mong muốn tiếp tục cuộc sống buông son bán phấn này nữa rồi. Giờ Hàng Gia Cá có ra sao thì tiểu nữ cũng không cần biết. Tiểu nữ chỉ muốn là được ở lại đây với ngài thêm một thời gian nữa. Ngươi có biết đây là cái gì hay không? Đó không phải là một mảnh áo thôi sao? Không sai, là mảnh áo của Kim Song Dên đó. Ừ.
cuối cùng thì ngài cũng bắt được tên Kim Song Dân đó rồi sao? Lần này ta chỉ dẫn chơi với hắn một chút mà thôi, nhưng mà ta lại cảm thấy mảnh giấy này rất quen.